Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình trưa nay 27 tháng 8 chuyển đến quý vị những nội dung chính sau. Ngày tình nguyện đẩy lùi đại dịch của tuổi trẻ Vũng Tàu. Mạng xã hội lan tỏa thông điệp chia sẻ khó khăn với gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Các địa phương thăm mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng và gia đình chính sách nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Mở đầu phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là những ghi nhận về thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa vừa có buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng cho hộ nghèo vay vốn năm 2020 tại phường Long Toàn. Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân phường Long Toàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội địa phương xây dựng và kiện toàn 8 ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo cầu nối cho 340 hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ủy ban Nhân dân phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa cho biết, tính đến tháng 8 năm 2020, tổng dư nợ 8 tổ tiết kiệm và vay vốn của phường quản lý là gần 13 tỷ đồng. Các tổ luôn nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách mới về tín dụng ưu đãi để triển khai đến các hộ vay. Quy trình họp xét vay vốn, xác nhận đối tượng thụ hưởng, các nội dung ủy nhiệm về thu lãi, thu tiền gửi, đôn đốc hộ vay trả nợ được triển khai chặt chẽ. Hiện tại 100% tổ tiết kiệm và vay vốn đã triển khai hoạt động tiết kiệm tự nguyện với tỷ lệ tham gia đạt trên 94,4% trên tổng số hộ vay. Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa đề nghị phường Long Toàn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp thu hồi vốn đối với các hộ có nợ quá hạn kéo dài, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội rà soát nhu cầu vốn vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách để có phương án hỗ trợ kịp thời. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa vừa tổ chức trao vốn hỗ trợ sản xuất và buôn bán nhỏ cho hộ bà Phạm Ngô Ngọc Hương, ngụ khu phố 4 và hộ bà Lưu Thị Hảo, ngụ tại khu phố 3, phường Phước Hiệp. Đây là mô hình giảm nghèo bền vững hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11. Hộ bà Phạm Ngô Ngọc Hương và hộ bà Lưu Thị Hảo là hai hộ mới thoát nghèo năm 2019, nên cuộc sống vẫn còn khó khăn. Qua khảo sát và bình xét, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Hiệp đã hỗ trợ hộ bà Phạm Ngô Ngọc Hương 5 triệu đồng mua máy may giày để phát triển nghề sửa giày dép, hỗ trợ hộ bà Lưu Thị Hảo 3 triệu đồng để buôn bán nhỏ. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ vì người nghèo của phường. Thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa và các xã phường đã hỗ trợ các hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua hình thức hỗ trợ vốn, trao cây, con giống phù hợp với đặc điểm nhu cầu của từng địa phương, hộ gia đình. Qua đó góp phần động viên các hộ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thông tin ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, hôm qua, Ủy ban Nhân dân phường 1 đã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực bãi trước. Hơn 50 người là cán bộ, công chức, viên chức và các hội đoàn thể của phường đã tham gia đợt ra quân này. Trong sáng ngày 26 tháng 8, nhiều loại rác thải, trong đó nhiều nhất là ni lông, củi mục, thân dừa nước, tay lưới, chai lọ, phao xốp đã trôi dạt vào bãi trước thành phố Vũng Tàu. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân phường 1 đã huy động cán bộ, công chức, viên chức của phường tham gia dọn dẹp, thu gom, di dời rác nhanh ra khỏi bãi tắm. Với sự tham gia của hơn 50 người, nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lượng rác khổng lồ hơn 2 tấn đã được thu gom, vận chuyển về nơi xử lý, trả lại sự sạch sẽ cho tuyến bờ biển. Hàng năm, các bãi tắm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu thường hứng chịu từ 2 đến 3 đợt rác thải từ đại dương. Mỗi đợt nhanh thì 3 đến 4 ngày, nhưng cũng có đợt kéo dài cả tuần. Thưa quý vị, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, Thành đoàn Vũng Tàu đã triển khai chương trình Ngày tình nguyện đẩy lùi đại dịch thông qua các hoạt động, trao tặng khẩu trang, phối hợp lắp đặt các trạm rửa tay công cộng, hướng dẫn hỗ trợ người dân cài đặt Bluezone. Các hoạt động này nhận được sự đánh giá cao của người dân địa phương lẫn du khách. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tham gia chương trình Ngày tình nguyện đẩy lùi đại dịch của tuổi trẻ Vũng Tàu do Thành đoàn Vũng Tàu phát động vào những ngày cuối tuần, các đoàn viên thanh niên của thành phố tập trung tại công viên đường sách, công viên bãi trước, bãi sau để nhắc nhở mọi người nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Là
Trong kỳ nghỉ hè này thì em đang khá là rảnh nên em muốn cùng thành đoàn tham gia chương trình như kiểu là xịt nước rửa tay, phát khẩu trang, tuyên truyền tải ứng dụng Bluezone cho mọi người để phòng chống dịch bệnh, tránh các dịch bệnh lan truyền ra bên ngoài. Và em thấy chương trình này rất là hay và rất có ý nghĩa. Trong hành trình ngày tình nguyện đẩy lùi đại dịch của tuổi trẻ Vũng Tàu, đã có 5.000 chiếc khẩu trang y tế được trao tặng miễn phí. 18 điểm rửa tay miễn phí đã được lắp đặt tại Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công viên để phục vụ người dân và du khách. Nguồn kinh phí cho các đơn vị mạnh thường quân tài trợ. Để chung tay phòng chống đại dịch bệnh COVID-19, những chiến sĩ tình nguyện cũng tăng cường vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân có sử dụng điện thoại di động, thông tin cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Trước khi mà tới đây thì đã có một buổi tập huấn trước rồi ạ. Và mấy anh chị cũng có giải thích và hướng dẫn cho em cách sử dụng Bluezone. Các em tiếp cận những người dân, việc làm này rất là ý nghĩa và cũng như là để nâng cao cái ý thức bảo vệ chính mình và bảo vệ cộng đồng ạ. Tính đến nay đã có hơn 4.000 lượt người dân, du khách sử dụng điện thoại thông minh được các chiến sĩ tình nguyện vận động, hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt ứng dụng hữu ích này. Rồi tuyệt vời, mấy cháu xuống đây là trước hết là hướng dẫn cho chú vấn đề là điện thoại, thứ hai là xịt tay, rửa tay, tặng khẩu trang, quá tuyệt vời rồi. Đây là một cái hành động rất là thiết thực, rất là tốt, rất là mang lại hiệu quả cho cộng đồng. Đáng ghi nhận và đáng trân trọng cái hành động này. Theo như chú nghĩ thì nên nhà nước và mọi người phải cần ủng hộ cái phong trào và cái hành động này rất đáng quý. Khi cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn còn cam go, thì những hoạt động như chương trình Ngày tình nguyện đẩy lùi đại dịch của tuổi trẻ Vũng Tàu là rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội. Thông tin ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, gia đình anh Trần Tấn Lộc và Thị Nàng hiện ở trọ tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, có hoàn cảnh rất khó khăn. Cách đây 14 năm, anh Lộc bị tai nạn điện nên hai tay bị co rút lại, khó cử động. Cả gia đình phải sống bằng nghề bán vé số, nhưng do có tới 6 người con nhỏ nên cuộc sống luôn thiếu thốn, vất vả. Dịch COVID-19 kéo dài từ đầu năm đến nay càng khiến gia đình anh chị khó khăn hơn và gần đây đã rơi vào túng quẫn khi một người con của anh chị đi bán vé số phụ cha mẹ chẳng may bị tai nạn giao thông. Biết được hoàn cảnh của anh chị, bằng sự lan tỏa yêu thương chia sẻ, các tổ chức mạnh thường quân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã quyên góp giúp đỡ gia đình anh Lộc với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng giúp gia đình anh vượt qua cơn bỉ cực này. Trưa ngày 14 tháng 8 năm 2020, con gái anh Lộc và chị Nàng là Thị Bé Tiền, sinh năm 2009, đang đứng bán vé số tại giải phân cách cứng đầu đường Nguyễn Văn Linh, giao với quốc lộ 51 thuộc địa bàn khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ. Thì bị xe tải chở dập gỗ di chuyển từ quốc lộ 51 vào đường Nguyễn Văn Linh mất lái tông trúng. Người dân đã đưa cháu Tiền đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, nhưng do thương tích nặng nên em được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lộc, chị Nàng, chị Đào Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phú Mỹ đã đăng bài viết lên Facebook nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Bài viết này đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận và kết quả là chị Hằng nhận được hơn 52 triệu đồng gửi đến giúp đỡ cho gia đình anh Lộc, chị Nàng. Ngoài ra các Facebook Tuyên Nguyễn, Long Phụng và Siêu Trang tại thị xã Phú Mỹ cũng vận động được gần 50 triệu đồng cho gia đình anh Lộc, chị Nàng. Một số khác còn lên Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp trao tiền cho anh chị. Qua cái hoàn cảnh của bé Tiền bị tai nạn như vậy thì tôi cũng có đăng bài lên Facebook để kêu gọi sự ủng hộ và hỗ trợ của mọi người. Thì không ngờ là được sự lan tỏa của cộng đồng mạng thì mọi người chung tay góp sức. Thì cũng có rất nhiều mạnh thường quân thì không biết tên cũng chuyển khoản để ủng hộ cho bé Tiền. Mong rằng cái sự lan tỏa này sẽ giúp đỡ được gia đình bé Tiền phần nào. Chị Nguyễn Kim Tân buôn bán trái cây nhỏ ở đường số 3, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, chỉ đủ sống qua ngày. Nhưng khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lộc,
chị Tân cũng trích một phần tiền ra để hỗ trợ cháu Tiền điều trị. Em cũng lên Facebook để em thấy chị Hằng bên phụ nữ có chia sẻ có hoàn cảnh của bé Tuyền rất là khó khăn mà bị tai nạn như vậy đó. Thì hiện tại thì tình hình dịch bệnh nên là mọi công việc cũng khó khăn, nhưng mà tinh thần tương thân tương ái thì em cũng trích một cái phần nhỏ của mình ra để ủng hộ cho bé, để có thể là giúp đỡ bé với gia đình. Dù được các y bác sĩ Bệnh viện Di động 2 nỗ lực cứu chữa nhưng cháu Tiền vẫn không qua khỏi. Nhằm động viên chia sẻ gia đình anh Lộc, chị nàng vượt qua nỗi đau này, đồng thời trợ giúp gia đình anh vươn lên trong cuộc sống. Ngày tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng, các mạnh thường quân đã trao tặng cho anh chị hơn 100 triệu đồng. Nghe tin bé bị tai nạn á, thì em cũng đứng ra kêu gọi bạn bè và có cả mạnh thường quân của cộng đồng nữa, và có một số mạnh thường quân của Bình Phước nữa, là thân Bình quân của Bình Phước thì thông qua cô Huệ Quý, và có một số mạnh thường quân của bé Tiền và bé Phạm Nga nữa, thì cũng gửi đến gia đình là 21.220.000, mong rằng có số tiền này thì anh chị sẽ lo hậu táng cho bé được rồi. Con thay mặt gia đình con cảm ơn cô chú anh chị em ủng hộ như rồi đỡ dần cho gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn, xin cảm ơn. Qua câu chuyện chia sẻ khó khăn với gia đình anh Lộc, có thể thấy mạng xã hội dù còn tồn tại nhiều mặt trái, nhưng nếu biết tận dụng, nó có thể giúp lan tỏa nhanh chóng những thông điệp, câu chuyện ý nghĩa, góp phần làm đẹp cho cuộc sống. Chuyển sang những thông tin ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Đoàn công tác Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát tình hình triển khai thực hiện luật giáo dục năm 2019 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 tại một số trường học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Đoàn công tác Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát thực tế và làm việc với Ban giám hiệu các trường Trung học cơ sở Phước Vũ, Trung học cơ sở Bưng Riền, Tiểu học Phước Vũ, Tiểu học Láng Sim và Tiểu học Gò Cát, huyện Xuyên Mộc. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận các trường đã có sự chuẩn bị tương đối chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực, giáo viên cho năm học mới. Đoàn cũng ghi nhận những khó khăn của các trường, đặc biệt là tình hình thiếu trang thiết bị, phòng chức năng. Công tác sửa chữa còn chậm tiến độ và thiếu giáo viên ở một số bộ môn. Đoàn lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Bàng và các gia đình chính sách trên địa bàn xã Bình Châu nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2 tháng 9. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Bàng và cuộc sống của các gia đình chính sách. Lãnh đạo huyện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn của mẹ và các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng quê hương đất nước. Được biết, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, huyện Xuyên Mộc tổ chức 7 đoàn đi thăm tặng 179 suất quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang và mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và lãnh đạo huyện Xuyên Mộc qua các thời kỳ với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Còn tại huyện Long Điền, lãnh đạo huyện cũng vừa đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Khương, xã An Ngãi và ông Trần Văn Tân, ông Dương Úc Hết, bà Trần Thị Kim Hoa, bà Dương Thị Tới là những người đã tham gia hoạt động kháng chiến hai thời kỳ trên địa bàn thị trấn Long Điền và xã Tam Phước. Tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Khương và những người có công tiêu biểu, lãnh đạo huyện Long Điền đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân các thế hệ đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lãnh đạo huyện mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Dự kiến Trung đoàn Minh Đạm huyện Long Điền sẽ tiếp nhận 276 công dân Việt Nam từ Ukraine về cách ly tập trung theo quy định vào ngày 1 tháng 9 tới. Công tác tiếp nhận cách ly được thực hiện ngay khi chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Thời gian tổ chức cách ly tập trung trong 14 ngày. Để chuẩn bị chu đáo cho lần tiếp nhận này, ngày 26 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tiếp nhận. Để chuẩn bị tốt các điều kiện trong việc tiếp nhận cách ly công dân phòng chống dịch COVID-19 tại Trung đoàn Minh Đạm, huyện Long Điền, ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, yêu cầu Ban điều hành khu cách ly và các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch đã đề ra, tiếp tục chăm lo chu đáo cho công dân được cách ly nhưng vẫn đảm bảo theo đúng quy định về cách ly phòng chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an ninh y tế cả bên trong và bên ngoài khu cách ly, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc hoạt động thông suốt để người cách ly liên lạc khi cần hỗ trợ.
lãnh đạo huyện cũng yêu cầu ban điều hành khu cách ly kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của những người đang cách ly để giải quyết. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Long Điền đang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2020. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8, 94 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đang công tác trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Long Điền được tìm hiểu các nội dung, kiến thức lý luận chính trị về quốc phòng, an ninh thông qua 7 chuyên đề. Trong đó, những nội dung trọng tâm sẽ được tập trung triển khai gồm đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước và bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền xây dựng quốc phòng toàn dân, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước và bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Thông tin ghi nhận tại huyện Đất Đỏ sẽ khép lại phần thông tin địa phương trưa nay. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ tổ chức cuộc họp thông qua việc sắp xếp biên chế của các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Theo quyết định số 448 ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện, tổng biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện là 73 người, trong đó biên chế được sử dụng là 72, biên chế không được sử dụng là 1. Do thực hiện lộ trình tinh giản biên chế năm 2021, đối với khối đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế năm 2020 là 66 người, trong đó biên chế hiện có là 54, biên chế chưa sử dụng là 12. Trên cơ sở số lượng người làm việc chưa qua thi tuyển, các đơn vị đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng là 10 chỉ tiêu. Theo quyết định số 448 ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, trên địa bàn huyện có 8 xã thị trấn được bố trí biên chế 164 cán bộ công chức, nhưng hiện có 167 cán bộ công chức, dôi dư 3 người. Ngoài ra, số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí theo Nghị định số 34/2019 của Chính phủ là 98 người. Số lượng hiện có là 114 người, dôi dư 16 người. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến đóng góp từ các ban ngành địa phương, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đề nghị các địa phương có địa bàn rộng phức tạp chủ động ký kết hợp đồng lao động để linh động công việc trong khi chờ thi tuyển vào vị trí theo nhu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, bố trí sắp xếp lộ trình biên chế theo quy định và thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, vô dư sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ. Lãnh đạo huyện yêu cầu các đơn vị địa phương nhanh chóng đăng ký danh sách thi tuyển theo nhu cầu vị trí việc làm năm 2020. Sau gần 2 tháng tập luyện, gần 200 em thiếu nhi trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã hoàn thành lớp phổ cập bơi miễn phí. Trong quá trình học, các em được huấn luyện viên rèn luyện kỹ năng bơi ếch, trang bị nhiều kiến thức cơ bản như cách xuống nước an toàn, cách thở trong nước đúng, cách nổi người ở hồ sâu và xử lý khi rơi xuống ao hồ, cách cứu đuối gián tiếp, cách thoát thân khi bị người đuối nước bám vào. Đây là năm thứ 7 huyện Đất Đỏ tổ chức lớp phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em trong dịp hè với hơn 1.500 lượt trẻ em tham gia học. Chương trình đã góp phần nâng cao kỹ năng bơi lội, giảm thiểu nguy cơ bị đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện. Câu chuyện về Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, điểm nhấn du lịch tâm linh Bà Rịa Vũng Tàu đã khép lại chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.